Nước Anh hôm qua đã phải ban bố cảnh báo đỏ đối với bão Dennis vừa đổ bộ vào nước này, mang theo mưa lớn và gió mạnh khiến cho giao thông nhiều nơi bị gián đoạn. Cơ quan thời tiết Anh đã ban bố cảnh báo đỏ ở nhiều khu vực miền Nam xứ Wales. Đây là mức cảnh báo cao nhất và lần đầu tiên được đưa ra kể từ tháng 12 năm 2015. Theo đó, bão Dennis có thể gây lượng mưa lên tới 140 mm dẫn đến nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Cho đến nay, bão Dennis đã gây gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, khiến 170 chuyến bay bị hủy ảnh hưởng tới ít nhất 25.000 hành khách, dịch vụ đường sắt cũng bị tạm dừng tại vùng phía nam dưới Wales và nhiều nơi ở England và Scotland. Hiện quân đội đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ.